hammy.com, shop bán ngạc liên quân, Free Fire, Kim Cương, Quân Huy và thẻ cào game, uy tín tự động 100%. Thử vật may Quân Huy, Kim Cương chỉ với 20k, các bạn sẽ có cơ hội nhận 10.000 Quân Huy và Kim Cương, nhận 9.999 Kim Cương và Quân Huy, giá trị 1.000 đồng tại khung giờ vàng. Link shop mình để dưới phần mô tả video nha. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua acc Free Fire, Liên Quân, Quân Huy và thẻ cào game cực rẻ và cực uy tín thì ghé shop hammy.com, link shop mình để dưới phần comment phần mô tả nha. Thì shop có rất là nhiều chương trình khuyến mãi nha các bạn, khuyến mãi mức nạp thẻ nạp 100k tặng 650 kim cương, nạp 200k tặng 1.500 kim cương, sẽ có cơ hội sở hữu lên đến là 25.000 kim cương giá trị 1.000 đồng tại khung giờ vàng, quay tay miễn phí nhận quà là như ý luôn. Và tại shop còn có rất là nhiều vòng quay có tiếp cực chất giá trị từ 1k, 20k và 50k, cực rẻ và cực uy tín, tỷ lệ trúng cực kỳ là cao. Thì các bạn bấm vào link shop hammy.com mình để dưới phần comment và phần mô tả để vào shop luôn nha. Mọi giao dịch tại shop 100% là tự động nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Thì hôm nay thì Mo sẽ tiếp tục vào shop hammy.com nha các bạn. Thì video này thì Mo sẽ tặng kim cương cũng như là tặng mã code cho các bạn. Thì bạn nào mà đã like, share, đăng ký kênh lên các trang mạng xã hội ở chế độ công khai thì Mo sẽ tặng cho những bạn đó nha. Và đầu tiên thì Mo sẽ đến với vòng quay có xuống 20k để hướng dẫn cho các bạn nhận một cái mã code rất là xịn sò luôn. Đây, vòng quay có xuống 20k chỉ với 20k cho một lượt quay, các bạn sẽ có cơ hội sở hữu hàng ngàn những mã code rất là xịn sò, như là Scatter tình yêu nè, MB40 cơ khí nè, rồng lửa nè, vân vân và máy mây. Rất là nhiều luôn mà chỉ với 20k thôi nha các bạn. Ok, thì đây Mon đã nhận được mã code MP40 năm mới rất là đơn giản và cực kỳ rẻ luôn. Tỷ lệ trúng là 100%. Thì sau khi nhận được mã code, các bạn chờ trong vòng 24 giờ thì hệ thống sẽ gửi mã code cho các bạn. Các bạn chỉ cần chờ trong vòng 24 giờ thôi, sau đó vào hòm thư trong game là có thể nhận được mã code nha. Thì đây toàn bộ là mã code vĩnh viễn nha các bạn. Ok, thì bây giờ Mon sẽ đến với vòng quay kim cương 20k để mà lấy kim cương tặng cho các bạn nhé. Thì bạn nào mà mình đã làm đủ những bước trên thì cứ chờ đi, Mon sẽ tặng kim cương cho các bạn luôn. Ok, 5.000 kim cương cho 20k quá là rẻ. Thì đã gọi là vòng quay kim cương 20k thì là may rủi, nhưng mà Mon cam kết với các bạn là 100% các bạn sẽ nhận được, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, tỷ lệ chuẩn mở shop cực kỳ là cao luôn. Thì bạn nào mình chưa nhận được kim cương cũng như là mã code của Mon thì các bạn cứ xem hết video để mà được nhận kim cương hoặc là mã code nhé. Mã code là miễn phí và là vĩnh viễn luôn nha. Ok, thì bây giờ Mon sẽ tặng kim cương cho các bạn. Đây, số kim cương có của mình là hơn 30.000, mà chỉ với 4 lượt quay thôi. 5 lượt quay, chỉ với 5 lượt quay thôi ha. Thì bây giờ cách rút cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần chọn gói mướn rút, sau đó nhập ID game, chờ trong vòng từ 3-5 phút admin nhận được, sau đó sẽ gửi kim cương về cho mình ha. Bây giờ các bạn khi các bạn muốn nhận được kim cương hoặc là mã code thì đầu tiên các bạn nhấn đăng ký, sau đó nhấn vào cái chuông, nhấn vào like, sau đó chia sẻ. Thì sau đó các bạn comment ID kèm lời chúc thì Mo sẽ chọn những bạn may mắn nhất để tặng số kim cương này nha. Thì các bạn nhớ là comment ID kèm lời chúc và chỉ comment 1-2 lần thôi nha, tại vì comment nhiều là sẽ thành spam á. Thì Mo sẽ không tặng ở những bạn đó ha. À quên, Mon chưa tặng là chọn số hồng kim cương, tặng 2.003 luôn, chữ lớn luôn. Ủa Mon tặng rồi mà ta, ủa Mon chọn rồi mà,
Ok, được rồi ha. Tiếp tục. Bây giờ nó sẽ qua một cái video khác. Này thử đi. Cái này là rồi. Shop hàng mấy chấm. Hay ha. Thì các bạn xem video của Mon rất là nhiều, nhưng mà thường thì sẽ là không like, nên là các bạn nhớ like để cho kênh của Mon lên được đề xuất, thì Mon sẽ tặng kim cương nhiều hơn nữa cho các bạn nha. Thì bạn nào mà chưa like share đăng ký kênh thể like share đăng ký kênh cho Mon nhé. Để những video sau Mon sẽ tiếp tục tặng kim cương cho các bạn rất là nhiều luôn. Tặng 2003 luôn. Ok ha, vậy thì tới đây thôi ha. Thì hôm nay Mon chỉ tặng nhiêu đây thôi. Còn bây giờ thì Mon sẽ đến với một thử vận may Free Fire. Thử vận may code Free Fire 20k để lấy mã code tặng cho các bạn. Thì các bạn nhớ tiếp tục ủng hộ cho Mon thì Mon sẽ tặng rất là nhiều luôn. Thì ở mục này thì 100% là các bạn sẽ được nhận ngẫu nhiên các mã code như là MP40 bếp vàng, Ska đẳng cấp Titan, đồng lửa, rồi quỷ dạ xoa, MP40 năm mới vân vân và mây mây. 100% là các bạn sẽ nhận được mã code, nên là các bạn yên tâm ha. Chỉ với 20k thôi nha. Thì đây. Đó, bây giờ Mon sẽ mở tặng cho các bạn một vài MP40 năm mới. Thì bây giờ đây chính là mã code. Thì bạn nào mà mình đã có mã code rồi thì hãy để lại cho Mon một like và một share, một đăng ký kênh. Còn bạn nào mình chưa nhận được thì hãy nhanh chóng nhập mã code, bởi vì mã code chỉ giới hạn là một người nhập, nên là Mon mới nhờ các bạn là đăng ký kênh cũng như like và nhấn vào cái chuông á, để là những người đầu tiên thấy video của Mon thì mới nhận được cái mã code nhanh chóng nha. Tại vì đây là mã code có giới hạn á. Ok, thì đây là cái mã code thứ hai. Thì các bạn, đây là mã code quỷ dạ xoa nha các bạn. Trời ơi, cái mã này xịn lắm luôn á. Ok, thì các bạn cứ nhập mã đi ha. Tiếp tục like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Mon. Nhớ là chia sẻ lên các trang mạng xã hội ở chế độ công khai nha. Và đừng quên nhấn chuông để là những người đầu tiên thấy video của Mon và sẽ nhận được những quà tặng từ Mon nha. Chúc các bạn may mắn. Nhớ nhấn vào link shop hami.com để vào shop và tự vận may cùng với Mon nha. Bye bye.